tại là 10 giờ 57 phút thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024. Ở đây thì cầu Gạch Miễu 2 đang có nhiều thay đổi cho cô chú anh chị em vào đầu tháng 5 năm 2024 này. Dạ, em xin chào cô chú anh chị em và các bạn, quý vị khán giả đang xem truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự của em. Hiện tại em đang có mặt tại Bình Đức, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phía trước chính là hai trụ tháp chính của cầu Gạch Miễu 2, B19 và B20, bên Bình Đức và bên Cù Lao Quý Sơn. Tại đây thì Bình Đức không biết là việc giải phóng mặt bằng ở sau như thế nào, cũng như đang xây dựng, sau đó thì đã xây dựng các trụ cầu, dựng các trụ cầu tới đâu rồi. Không biết thì việc xây dựng các trụ cầu tới đâu rồi, thì bây giờ thì mời cô chú anh chị em và các bạn cùng theo em để xem cái tiến độ như thế nào nha. Đây là tiến độ hiện tại của các cái trụ cầu này, đã xây dựng cao lên rất nhiều rồi, thép cũng đã nâng lên rất là cao rồi, đang đổ bê tông cho các khối của các trụ cầu. Đường rất là dòng, mong cô chú anh chị em thông cảm nha. Ở đây cũng có một cái trụ cầu khá là cao nè. Sau khi hoàn thành cái bệ trụ thì người ta tiếp tục đổ lên đúc cái thân trụ nè. 1, 2, 3, em thấy đúc được 3 đợt rồi đó. Hiện tại đang bị tên trong, đang thi công nhiều quá, có thể là không thấy là di chuyển được. Thì em sẽ quành trở ra nha. Diễn được cô chú anh chị em ơi, cẩu đang cẩu thi công. Đường quá khó đi luôn, đường này là đường công vụ. Đây nhìn thẳng ở kia thì mình có thể nhìn thấy được cái trụ tháp chính bên Bình Đức quá. Đường hơi chua nhưng mà em vẫn cố gắng, em muốn xem coi tiến độ như thế nào để chia sẻ cô chú anh chị em cùng xem luôn á. Đó, hai trụ tháp chính trên đó. Đường này chỉ có mấy cài cu ve mấy cuốc mới vô được thôi, chỉ tải rồi. Ủa, cát lên mấy lớp luôn. Ủa, dễ té lắm rồi. Rồi ở phía trước chính là hai trụ tháp chính, mình thấy rõ nhất là trụ tháp B19 và B18. Rồi bắt đầu rời khỏi khu vực đang thi công các cái trụ cầu nơi ở khu vực của trụ tháp chính bên Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, thì em sẽ di chuyển hướng ra ngoài ngã tư Đồng Tâm, ra ngoài quốc lộ 1A để cho cô chú anh chị em mình cùng xem cái tiến độ của toàn cái phần đường dẫn bên Tiền Giang
đã thi công đến đâu và như thế nào về cái đoạn mà mở rộng trên đường 870 trở thành đường dẫn của cầu Gạch Đĩa 2. Nay có dịp về lại quê hương thì chia sẻ một số hình ảnh về tiến độ hiện tại cho cô chú anh chị em mình cùng xem á. Xe này đậu kỳ vậy. Ở phía trước chính là ngã tư Đồng Tâm nè. Xin lỗi, ở phía trước chính là ngã tư Bình Đức. Ngã tư Bình Đức, giờ anh đang di chuyển chở ra ngã tư Đồng Tâm ở ngoài theo cái đường tỉnh 870. Đợi đèn xanh đèn đỏ xíu. Đây là một nhánh đường riêng của đường 870. Đoạn đường này không có mở rộng. Đoạn đường mở rộng thì di chuyển tới phía trước khoảng cỡ một cây số thì mình sẽ đến đoạn đường mở rộng của đường 870 trở thành đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 bên Tiền Giang. Hiện tại như quan sát lúc nãy thì em thấy là các trụ cầu ở tại khu vực của Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang nơi có tiến độ giải phóng mặt bằng sau cùng, nhưng mà tiến độ xây dựng đã thay đổi rất là nhanh chóng từ khi mà có được mặt bằng. Công đoạn đầu tiên cho việc bóc dỡ những phần đất hữu cơ lên và tiếp tục là cái công đoạn khoan nhồi những cái trụ cầu, những cái bệ trụ đã hoàn tất, và tiếp đến là công đoạn lắp cốt thép và thi công đúc lên cái phần thân trụ. Đoạn thân trụ thì cũng đã được đúc lên nhiều nơi khá là cao, như hiện tại em thấy lúc nãy ở xa xa thì một số thân trụ đã được đúc lên 3-4 đốt rồi. Về cái đoạn khu vực ở bên dưới kế với cái trụ tháp chính thì người ta làm những trụ cầu khá là cao để cái tĩnh không và cái độ lài của cầu nó được phù hợp khi mà mình di chuyển từ ở bên dưới mặt đất di chuyển dần trở lên cái khu vực của cái đoạn xe di chuyển trên các nhịp cầu. Đoạn đó thì tĩnh không nâng khá là cao để phù hợp đối với cầu Duy Văn và phù hợp với dòng sông Tiền, nơi mà có rất nhiều các phương tiện đường thủy di chuyển qua đây. Ở bên bển chính là khu vực của bên đây là khu vực của cái nơi thi công cái đường dẫn nè. Em cũng đã di chuyển tại vị trí này mấy lần rồi, hôm nay lại tiếp tục di chuyển đến đây cho cô chú anh chị em cùng xem thấy được cái tiến độ hiện tại. Ở đây
ở bên phải nè, cô chú có thể nhìn thấy cái tiến độ hiện tại đang thi công bên trong để nối lên cái phần cầu chính ra ngoài sông Tiền. Bắt đầu từ vị trí này là đoạn mở rộng, mình sẽ di chuyển dài ra tới ngoài quốc lộ 1A, nơi đó là ngã tư Đồng Tâm. Ở video vừa rồi thì cách nay cũng cả hai tuần lễ hoặc là cả nửa tháng gì đó, thì hôm nay thì trở lại đây thì cách đây cũng cả nửa tháng hơn, thì không biết có thay đổi gì hay chưa, thì mời quý vị khán giả cùng xem tiếp thức video của em nha. Bên trong đoạn này cũng đang trong cái giai đoạn đá dăm, đang đợi để thi công tiếp công đoạn tiếp theo. Còn bên trái thì vẫn chưa thay đổi gì nhiều hết trơn. Bên trái có mặt bằng, nhiều nơi có mặt bằng rồi nè, nhưng mà em thấy vẫn chưa có tiến hành thi công để mà trải đó. Chưa có thấy thi công để mà trải lót bạc, lót những cái tấm vải địa lý vật lý lên. Bên đây bên phải nè, và đang trong cái giai đoạn đá dăm đang chờ sẵn nè. Nhiều nơi thì cũng đã hoàn thành xong cái cống thoát nước. Chú ơi, chú chạy qua lộ căng quá. Nãy thì có một cái bãi tập kết rất nhiều các cái ống cống thoát nước, người ta đúc đổ tại đó. Đây ở bên trái này có một chút xíu thay đổi lại đây nè. Bên trái là phần có mặt bằng sau cùng luôn nè. Đó, thì nhiều nơi đã được có lót những tấm vải địa lên nè. Những tấm vải địa lên rồi sau đó cho cát vào nè. Nay nhìn khác hẳn, nhiều nơi khác rồi nè. Nhưng mà tốc độ thì cũng làm việc cái hơi chậm. Nay mình tới đây thì cũng cái clip này cách clip trước cũng phải đâu có nửa tháng, 2-3 tuần lễ gì rồi. Đây bắt đầu nhiều đoạn nè. Đoạn này thi công mạnh nè. Đoạn này là khu vực của Thạnh Phú, ấp Xóm Vong, Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang. Đoạn này thì đang lót vải địa nhiều lắm, lót vải địa và cho cát vào bên trong cái phần đường để thi công nè. Những cái phần cát mới nè. Những tấm vải địa mới luôn, mới tinh luôn, đang được lót xuống bên dưới. Bên đây cũng vậy, bắt đầu nhiều nơi em thấy bên phải bắt đầu lót những tấm vải địa cặp với cái hành của cái cống thoát nước nè, để người ta tiến hành đưa cát vào nữa nè. Đoạn này thi công mạnh nè, đoạn khu vực của Thạnh Phú ấp Xuống Vong nè, thi công thấy mạnh hơn so với các đoạn kia. Sau khi hoàn thành đường này rộng lắm nha, rồi nhiều cô chú anh chị em bảo là đường này nó hẹp chứ lắm, nhưng mà đường này nó rộng lắm nha, đường này nó rộng là tới 6 lần xe lận đó. Tại vì cái lúc trước là chưa có hoàn thành, chưa có thi công đến đâu, thành ra là nhìn nó nhỏ xíu à. Nay là nhìn nó khác rất nhiều luôn rồi đó. Ở bên trái bắt đầu lót những cái hộc cống xuống bên dưới nè. Nhiều nhà người ta cũng đang thi công xây dựng lại cái nhà mới để ở.
phía trước là cái ngã ba, ngã ba mình đổ lên hướng lên Long Hưng á, hướng về chợ Vĩnh Kim, về Vĩnh Kim á, đường này về Vĩnh Kim, về Long Hưng, Vĩnh Kim nè. Bên trong đây tập quá này đang xây dựng lại cái nhà rất là lớn luôn. Bên trong là đường 30 tháng 4 của xã Phước Thạnh á, đường đó em cũng có quay một lần rồi. Đường đó mình có thể đi tắt ra ngoài bệnh viện đa khoa mới bây giờ ở tại quốc lộ 1A của tỉnh Tiền Giang. Bên phải là trường tiểu học Phước Thạnh nè, bên phải là bên Phước Thạnh thành phố Mỹ Tho, còn bên trái là bên thành phố Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Hai bên đều nằm trong địa bàn của tỉnh Tiền Giang hết, nhưng mà một bên của thành phố, một bên là của huyện. Đoạn này thì còn hơi lem nhem, bên phải thì mặt bằng thì ok rồi, chỉ đợi thi công tiếp thôi. Nhưng mà đoạn này thì chưa có làm lắp đặt cống nha, hai bên luôn. Bên phải cũng chưa có lắp đặt cống, mà bên trái thì cũng chưa lắp đặt cống. Bên trái thì nhiều nơi có mặt bằng rồi, nhưng mà chưa có thấy thi công tiếp tục những cái công đoạn tiếp. Giờ này đang giờ tan học, nên đông dữ lắm. Ở đây nè, bên phải thì thi công nhiều hơn bên trái rất là nhiều, tiến độ thay đổi rất nhiều, khác rất nhiều. Đây, những cái vị trí lắp đặt những cái cống hoàn chỉnh này nè, chỉ còn lắp đặt cái nắp cống bên trên nữa thôi, cống hút nước ở hai bên cái vỉa hè. Còn đây là cái phần đường đã trải đá dăm nhưng mà chưa có thi công tiếp, vẫn còn đang xử lý. Ở bên trái là nhiều nơi có mặt bằng rồi, nhưng mà em thấy vẫn chưa có tiến hành thi công. Nhiều nơi thì cũng đã thi công ráo riết rồi, nhưng mà nhiều nơi thì chưa thi công chỉ tên á, dù là có mặt bằng rồi. Chắc có lẽ là có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, ví dụ như về lực lượng thi công, rồi về cái vật liệu hiếu hụt. Và vừa qua thì cũng vừa trải qua cái đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Nhưng mà đợt nghỉ lễ đó thì em không có ở đây, em không biết là lúc đợt nghỉ lễ đó thì cầu Quỳnh Biểu 2 có vẫn thi công xuyên suốt đối với phần đường dẫn hay không. Nhưng mà đối với cái phần mà cầu chính đó, cầu chính của cầu Quỳnh Biểu 2 thì người ta thi công không nghỉ luôn nha. Nếu mà không thi công sớm thì sẽ đến mùa mưa thi công sẽ rất là nhiều khó khăn hơn nữa. Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày học cuối trong tuần. Đây là trường cấp 3, trường Phước Thạnh nè, trung học phổ thông Phước Thạnh, trường cấp 3. Ở nơi đây thì những cái học cống đã đa phần là nối liền với nhau nè. Đoạn này thì chưa nha. Nhiều đoạn thì người ta có vị trí thích hợp, người ta đã lắp đặt cống rồi nè. Đoạn này cũng còn khá lem nhem. Ở bên trái thì người ta tiến hành cho việc lót bãi địa. Và lèn cát vào nè. Con này nhìn rất rõ luôn, lót bạc và cho cát vào, những công đoạn đầu tiên sau khi có mặt bằng, sau khi đã bốc những cái đất hữu cơ rồi khỏi để tiến hành làm. Đoạn này tập kết thấy rất nhiều các cái học cống nè, nhiều nơi thì mình thấy đã đào những cái lỗ rất là sâu để bốc những phần đất hữu cơ đi, nhưng mà không có gạo trắng gì hết trơn. Cái gì mình thấy thì mình nói,
nhiều nơi thì có gạo trắng, nhiều nơi không có gạo trắng, rất là nguy hiểm. Chắc có thể là mới bốc ở đâu gần đây hay hoặc là sáng này gì đó thấy còn dấu còn mới lắm. Nhưng mà không gạo trắng là không có phù hợp, không có đảm bảo an toàn lao động. Đoạn này ở phía trước em thấy là đang đúc đổ những cái hộc cống rất là nhiều tại đây nè, ở bên trong nè. Đó. Rồi em đã đến quốc lộ 1A ngã tư Đồng Tâm, giao với quốc lộ 1A và giao với nhiều cái tuyến đường huyết mạch nè ở phía trước á. Mình đi thẳng bên kia mình sẽ vào đường 878 đường dẫn để lên cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Trung Lương Sài Gòn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo của em nha. Đoạn mở rộng nó dài tới ngã tư Đồng Tâm này luôn nè, giao quốc lộ 1A này luôn. Đó. Thì cô chú anh chị em nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bye bye.